Mình là Ly và mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ly Stories. Những câu chuyện của Ly nghe nói là châu Âu lại sắp toang rồi các ông ạ. Thế có chết không? Nhưng mà dù sao thì mình cũng rất là vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau trong cái video lần này. Đáng lẽ cái video hôm nay là mình đã lên vào ngày thứ 3 vừa rồi, nhưng mà vì những cái lý do nói chung là nó vu vơ và những cái lý do rất là hững hờ, thế nên là mình đã lùi lại sang vào ngày hôm nay. Nhưng mà dù lên sớm hay lên muộn thì chúng ta cũng đã gặp lại nhau rồi. Ok, vậy thì ngày hôm nay trong chuỗi video về du học nghề tại Đức thì mình muốn nói cho các bạn một cái vấn đề nó khá là nóng hổi đấy. Mình cũng nhận được nhiều câu hỏi đấy và cũng rất là nhiều người quan tâm đấy. Đó là đi làm thêm trong thời gian học nghề. Chính vì vậy là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Bắt đầu video này mình sẽ trả lời luôn cho cái câu hỏi đó là có được đi làm thêm trong thời gian học nghề hay không. Thì là có, đó là có, 100% là có, chắc chắn các bạn sẽ được đi làm thêm kể cả khi các bạn vẫn còn đang học nghề. Bình thường ấy thì chúng ta sẽ làm là 40 giờ trên tuần. Mình không biết là có cái nghề nào sẽ làm hơn 40 giờ trên tuần hay không. Thế nhưng mà nhìn chung thì đó là một cái khoảng thời gian chúng ta sẽ phải đi làm ở trên một công ty, hay nói chung là đi học nghề gì đấy. Khi mà mình đã đủ 18 tuổi rồi thì nhà nước cho phép mình đi làm thêm 10 giờ một tuần. Và điều này thì nó được thể hiện ở đâu? Thì các bạn có thể xem trên cái tờ gọi là tờ Zusatzblatt. Khi mà các bạn nhận cái thẻ căn cước ấy, nó sẽ in hẳn lên trên đấy là bạn được phép đi làm thêm 10 giờ một tuần. Đi làm thì được, thế nhưng chúng ta cũng sẽ phải lưu ý những vài những cái điều nho nhỏ sau đây. Đầu tiên mình muốn nói là cái việc mà các bạn đi làm thêm bắt buộc các bạn phải báo cáo với lại công ty nơi mà các bạn đang học nghề. Sếp của các bạn phải biết các bạn đi làm ở đâu, phải biết các bạn làm việc gì. Nếu như các bạn không báo nhá, mà chẳng may mà bị phát hiện ra thì có thể là sẽ bị hủy hợp đồng không cần bất cứ một cái lý do gì luôn. Còn nếu mà các bạn không báo mà vẫn đi làm được thì đó nó cũng sẽ được gọi là đi làm thêm, nhưng mà đó là làm chui đấy. Cho nên lưu ý, thật sự là lưu ý cái điều này nhá. Và điều tiếp theo đó là cái việc mà các bạn đi làm thêm nó sẽ không được giống với lại cái việc mà các bạn học nghề, bởi vì theo luật nó chính là vi phạm vào cái luật cạnh tranh. Tóm cái quần lại, nếu mà học nghề ngành gì thì né cái ngành đấy ra để mà đi làm thêm. Ví dụ nhá, thì mình học trước, mình học nhà hàng này thì mình sẽ không được phép làm ở một cái nhà hàng khác, hoặc là mình không được phép làm ở quán bar. Hoặc là nếu như các bạn làm điều dưỡng hay là làm ngành điện thì các bạn cũng không được phép làm cho một công ty khác, cũng như là không được phép làm thêm cho một cái công ty khác. Thế thì chúng ta có thể làm được công việc gì thì cứ lên Google mà hỏi, cứ né ngành của các bạn ra mà chọn. Ví dụ như chúng ta có thể làm việc giấy tờ cho một cái văn phòng nào đó, hay là vào siêu thị, xin vào siêu thị làm cũng rất là ok đấy. Đó chỉ là những cái lưu ý rất là nho nhỏ thôi. Còn thực ra cái phần tới đây sẽ là cái phần mà theo ý kiến cá nhân của mình nhá. Mình nghĩ gì thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhá. Vậy thì liệu có nên đi làm thêm hay không thì mình sẽ có cái mặt tích cực và mặt tiêu cực. Thì bây giờ các bạn muốn nghe cái gì trước này? Muốn nghe cái gì trước bây giờ nhỉ? Bình thường nhá, ví dụ như mình nhá, nếu mà một ai đó nói là này, bây giờ có một tin tốt và một tin xấu thì nên nghe tin gì trước? Thế thì mình sẽ chọn tin xấu trước đi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ nói trước tiên về cái mặt tiêu cực của cái việc đi làm thêm trong thời gian học nghề. Cái mặt tiêu cực mà các bạn mà nhìn thấy nhanh nhất, mình nói thật, nhìn thấy luôn, đó là mệt của bu. Mệt. Ok đi, ví dụ này, mình làm nghề nhà hàng. Thì cái nghề này, cái đặc thù của nó là cái giờ giấc nó rất là lung tung. Có tuần mình phải tăng ca này, có tháng mình phải tăng ca này, đặc biệt là vào những cái giờ cao điểm như là Giáng sinh, năm mới, rồi lễ tạ ơn, gọi là lễ gì? Austin gọi là lễ gì nhỉ? Lễ tạ ơn à? À không phải lễ tạ ơn. Chuyển xuân mà có con thỏ ăn trứng thì gọi là lễ gì? Trời ơi, không thể nào nhớ ra được. Nếu mình nhớ thì mình sẽ viết ở phía dưới nhá. Hoặc là ngày lễ tình nhân này, rồi những cái ngày lễ, nói chung những cái ngày đấy thì rất là đông. Và đông thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đây là gần như là bắt buộc là phải tăng ca, đồng nghĩa với việc là có khả năng là cái tuần đấy của mình, bình thường mình chỉ làm 40 giờ trên tuần đúng không, mình sẽ làm thêm và mình sẽ có ít ngày nghỉ đi. Thế nhưng mà nếu mà cái ngày nghỉ đấy mà mình còn dành cho thời gian đi làm thêm nữa thì thật là mình cũng không thể nào mà chịu nổi. Có những cái tuần mà
làm bận đến nỗi bọn mình còn không có thời gian đi vệ sinh ấy. Thế cho nên ngày nghỉ sẽ là dùng để nghỉ ngơi, hoặc là chúng ta có thể dọn dẹp nhà cửa. Và để làm được việc đó thì cũng mất cả ngày rồi. Chia sẻ luôn là trong thời gian học nghề mình không có đi làm thêm, bởi vì là mình làm ở trên công ty là quá đủ rồi. Thời gian rảnh rỗi thì mình dùng để làm việc khác, mình dùng để tìm hiểu thêm những cái kiến thức về cái ngành của mình hơn là đi làm thêm một cái ngành khác. Điểm tiêu cực thứ hai đó là cái công việc nó sẽ không được ổn định. Cái công việc nó sẽ không được ổn định thì nó sẽ chỉ đúng cho các bạn mà học những cái nghề như của mình thôi. Bởi vì mình phải nói lại là giờ giấc nó rất là hãm. Sáng nắng chiều mưa rồi trưa tách ương nhá. Ví dụ các bạn đi làm thêm một công việc như kiểu là giấy tờ cho một công ty nào đó thì họ chỉ cần các bạn buổi sáng thôi. Họ cần các bạn như là một tuần làm 2 buổi, mỗi buổi thì làm mấy giờ? Mấy tiếng đó. Nếu như các bạn làm ngành dịch vụ như tụi mình hoặc là kể cả các bạn điều dưỡng thì mình nghĩ cũng sẽ rất là khó để các bạn có thể xin là chỉ cho các bạn làm tối hoặc là chỉ cho các bạn làm một cái ca fix nào đấy. Thì mình nghĩ nó cái công việc làm thêm nó cũng sẽ không được đảm bảo, hoặc là nó cũng sẽ không được ổn định cho lắm. Cũng có những cái công việc làm thêm mà các bạn sẽ ngồi ở nhà và các bạn sẽ đợi điện thoại của họ. Ví dụ như họ có một cái việc gì đấy rất quan trọng thì họ sẽ gọi điện cho các bạn. Thế nhưng mà không phải là tuần nào các bạn họ cũng sẽ có việc quan trọng. Có nghĩa là có khả năng là có một tuần các bạn cũng sẽ ngồi rêu mõm thôi. Tiếp theo mình nghĩ một cái khó khăn mà nếu như chúng ta đi làm thêm chúng ta sẽ dễ mắc phải là có khả năng, đây là có khả năng chúng ta không thể đảm bảo được cái công việc ở trên công ty nơi mà chúng ta làm nghề nhá, mình nói là công ty hay là ở trên trường. Tại sao mình lại nói như thế? Đơn giản nhá, ví dụ như các bạn học ngành điện hoặc là học một cái ngành nào đó đi mà chúng ta chỉ học vào buổi phần lớn là buổi sáng thôi. Thế là có buổi tối rỗi này, các bạn đi xin việc này thì các bạn có thể đi xin bồi bàn hoặc là xin đi xin phụ một cái bữa tiệc nào đó. Thế là các bạn bị ủ ở đấy cho đến 1 cho đến 2 giờ sáng mới về đến nhà. Thế là 2 giờ sáng ngày hôm sau các bạn đi lên trên trường và trong mặt mũi các bạn trông như là người mất hồn, trông như là một cái thể loại gì đấy, người không đơn người và ngọn không dần ngọn đó, tóc bù xù đó. Thì ý mình là cái khoảng thời gian mà làm vào buổi tối để nó chuyển qua buổi sáng ngày hôm sau thì như thế nào đó các bạn sẽ không thể nào đảm bảo được cái công việc ở trên công ty hay là cái việc học hành. Thì đó cũng là một cái điểm trừ cho cái việc đi làm thêm trong cái thời gian này. Hay yo, thế thì nhiều những cái điểm tiêu cực như thế thì chắc chắn là đi làm thêm nó cũng sẽ có điểm tích cực. Đương nhiên rồi, bất cứ một cái việc gì thì cũng sẽ có điểm tích cực và điểm tiêu cực. À, nhân đây thì mình chia sẻ cho các bạn một cái tip, một cái kinh nghiệm của mình nhá. Ví dụ mà trước khi mà các bạn có quyết định một cái gì đấy, các bạn sẽ ngồi lấy cái bút và lấy cái giấy ra bắt đầu viết. Viết như điên như dại. Đó là một bên là mặt tích cực và mặt tiêu cực, mặt nào nhiều hơn. Ví dụ mặt tích cực nhiều hơn thì chúng ta sẽ làm việc đấy, còn mặt tiêu cực mà nhiều hơn thôi chúng ta bỏ qua, tìm cái khác mà làm. Ok, thế thì chúng ta sẽ chuyển ngay sang phần những mặt tích cực khi chúng ta đi làm thêm nhé. Ví dụ như là mặt tiêu cực thì chúng ta nhìn ngay đó là thời gian bị hạn hẹp đúng không? Giống như là mệt mỏi đúng không? Thế nhưng mà mặt tích cực thì chúng ta nhìn ngay ra là tăng thêm thu nhập. Đương nhiên rồi, đi làm thêm thì phải được tăng thu nhập chứ, đúng không? Mà mình nói thật với các bạn đó là những cái công việc mà người ta tìm làm thêm đó, người ta trả lương cũng rất là ngon luôn ấy, chứ không phải là lẹt đẹp vớ vẩn đâu. Người ta trả rất là nhiều nghề lại còn cao cơ. Khi mà làm thêm chắc chắn là chúng ta sẽ tăng thêm được một cái lượng thu nhập khá đáng kể. Nếu như mà kiếm được nhiều tiền quá ấy, thì đương nhiên là các bạn sẽ phải đóng thuế. Nhưng mà thực ra cái con số đấy nó cũng không quá là nhiều đâu. Nếu như mà mình nhớ không nhầm thì khi mà các bạn kiếm được từ 1.200 o trở lên thì chúng ta sẽ phải đóng thuế. Mình cũng đóng mấy chục thì phải, mình cũng không biết nữa, không nhớ luôn. Thì các bạn có thể xem trên cái trang, một cái trang mình sẽ gắn ở đường link để các bạn nhớ qua xem là với cái mức lương thu nhập hàng tháng là 1.200 o thì các bạn sẽ phải đóng bao nhiêu nhá. Cái điểm tích cực mà mình thấy cái này mình cũng rất là tiếc,
cho bản thân mình, bởi vì cái ngày đấy thì mình thực sự không có nghĩ ra như thế. Đó chính là các bạn sẽ biết được một cái công việc khác ngoài cái chuyên môn của chúng ta. Ví dụ thì cũng ví dụ luôn này, ví dụ như nếu như mình học nhà hàng đi thì mình sẽ biết là chăm sóc khách hàng này, mình sẽ biết bưng bê này, mình sẽ biết nhiều loại thể loại cocktail, mình sẽ biết nhiều loại món ăn, mình sẽ biết cái này cái kia. Thế nhưng mà ví dụ trong cái khoảng thời gian đó, nếu như mà mình làm một cái công việc ở một cái văn phòng nào đó như kiểu giấy tờ đi, thì song song với đó thì chúng ta cũng sẽ thể tìm hiểu được một chút về cái ngành nghề khác. Bởi vì biết đâu sau đấy, sau này, sau khi học nghề, nếu mà chúng ta thích cái nghề mà chúng ta làm thêm trong cái thời gian đó, thì chúng ta vẫn có thể suy nghĩ theo một cái hướng khác. Nhưng mà dù sao thì cái thời gian đó thì nó cũng đi qua rồi. Và nếu bây giờ có ngồi tiếp thì mình chi bằng là mình kể lại, chia sẻ cho các bạn nghe. Nếu như các bạn muốn học hỏi thêm một cái gì khác ngoài cái nghề của mình thì cũng có thể lựa chọn cái việc làm thêm. Và điểm cuối cùng, mình nghĩ đây cũng là một điểm rất là mạnh nếu như mà chúng ta đi làm thêm, và đặc biệt là làm thêm cho các công ty của Đức, đó là để luyện tiếng. Đương nhiên rồi, đấy là một cái chuyện mà cực kỳ dễ hiểu. Ok, nếu như các bạn đi làm cho các quán Việt Nam thì mình không nói. Thế nhưng mà nếu như mà đi làm cho các văn phòng hay là các cái siêu thị của nước Đức ấy, thì nơi đây nó cũng sẽ giúp cho chúng ta cái khả năng tiếng của chúng ta, nhất là có những bạn nào mới, nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Bởi vì là nếu như các bạn làm trong một môi trường chỉ toàn người Đức thì đồng nghĩa với việc các bạn bắt buộc phải nói tiếng Đức, các bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xì xa vào tiếng Việt với ai đó đâu. Hoặc là khi mà ở trên công ty nhá, thì ví dụ chúng ta sẽ chỉ nói chuyện với đồng nghiệp thôi, đúng không? Thế nhưng mà khi mà đi làm thêm, chúng ta sẽ gặp được nhiều người mới, và chúng ta sẽ có được những cái mối bạn bè mới, và như vậy sẽ giúp cho cuộc sống ở Đức của chúng ta không trở nên cô đơn như nhiều người vẫn nói nữa. À, nhân tiện đây thì mình nói là chúng ta là một số người Đức thì cái thời gian đầu thì mình cô đơn thật. Thế nhưng mà sau đấy thì mình cũng thấy bình thường, bởi vì bạn bè thì bù khú với nhau, cuối tuần thì cũng đầy thứ để giải trí. Và đặc biệt là mình nhớ là cái thời đấy bùng nốt cho các bạn một câu chuyện không liên quan đến mình muốn làm thêm cả. Đó là cái vấn đề là bọn mình rất hay đi, mình không biết nhưng mà theo ý kiến cá nhân của mình, đó là rượu bia và những trò chơi là một cái thứ gì đó nó kết nối chúng ta lại với nhau rất dễ. Nếu như các bạn muốn tìm bạn ở Đức ấy, thì chúng ta có thể lên những cái group. Đầu tiên là chúng ta đi nói chuyện với nhau, sau đó thì cuối tuần chúng ta có những cái bữa tiệc và chúng ta ngồi uống rượu với nhau hoặc là chơi những trò chơi với nhau. Thế là chúng ta sẽ có rất nhiều bạn. Đấy là phần bonus thôi, chúng ta cũng không liên quan gì đến những phần làm thêm cả. Ok, và mình nghĩ cái video của mình hôm nay đến đây mình sẽ kết thúc tại đây, bởi vì như các bạn cũng đã thấy, mình cố gắng là mỗi cái video nó cũng sẽ chỉ ngắn ngắn thôi, cho nó không có quá mất nhiều thời gian của các bạn, và mình sẽ dừng cái video của mình tại đây ngày hôm nay, Nếu như các bạn có bất cứ một câu hỏi gì thì đừng quên là nhắn tin cho mình nhá. Có thể nhắn qua Facebook này, có thể nhắn qua Instagram này, hay là nhắn trực tiếp vào bất cứ một cái video nào của mình trên kênh nhá. Ngoài ra các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách, mình nghĩ là các bạn cũng biết rồi nhưng mà thôi mình mới nhắc lại, đó là đăng ký kênh của mình nhá. Hay là buổi tới mình sẽ dành thời gian để chia sẻ với các bạn, đó là cách tìm một cái công việc làm thêm trong cái khoảng thời gian học nghề đó. Như mình cũng đã nói là mình chưa bao giờ làm thêm trong khoảng thời gian học nghề, nhưng mà cái kinh nghiệm mà đi xin việc của mình thì mình có rất là nhiều, và có thể sử dụng cái kinh nghiệm đó cho cái việc chúng ta đi xin việc làm thêm. Thế nhé, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye. À quên, chưa bye bye được, đó là mình chúc các bạn, nhưng ai mà còn đang học nghề thì sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này, và những ai mà chuẩn bị bước chân vào học nghề sẽ có một cái nhìn rất là tổng quát về cái chương trình này nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ bye bye.